ngang nhiên dừng đỗ đón trả khách, bốc xếp hàng hóa, đội quân xe ôm nhanh nổ mời khách lên xe. Đó là những hình ảnh đang diễn ra hàng ngày trên tuyến đường Pháp Vân Cầu Rẽ. Đường Pháp Vân Cầu Rẽ là tuyến đường bộ cấp 1 đồng bằng ở phía nam Hà Nội, cách đường 1A cũ 1,5 km về phía đông. Theo thiết kế ban đầu dành cho đường cao tốc, làn trái dành cho xe con, tốc độ tối đa 100 km/h, tối thiểu 80 km/h. Làn phải dành cho xe chạy tốc độ 60-80 km/h. Nguy hiểm là vậy, nhưng rất nhiều nhà xe chạy tuyến Hà Nội-Thái Bình, Nam Định-Thanh Hóa vẫn mặc nhiên dừng đỗ đón trả khách, bốc xếp hàng hóa tại đây. Lần theo phản ánh của bạn đọc, nhóm phóng viên báo Lao động và Xã hội đã có mặt tại tuyến đường Pháp Vân Cầu Rẽ để mục sở thị những hành vi ngang nhiên đón trả khách, bốc xếp hàng hóa, điều khiển xe máy ngược chiều để tranh giành khách trên tuyến đường này. Khi thấy có hành khách muốn đi xe, thì đội ngũ cò xe nhanh chóng tiếp cận, mời chào xếp ghế ở những xe đã được xếp lốt trước. Xe Thái Bình đấy, anh nhìn lấy bằng xe khách đấy. 70.000 đó. Người ta tiện đường, xe Thái Bình mà đi không? Thôi vậy, không chơi ạ. Ôi kìa, anh nói thật mà đi. Bắt cọc chết. Anh nhìn mình em lên, người ta tiện đường, người ta đi về. Thôi, em đợi xe. Này, hỏi xem cháu kia có về Thái Bình không? Ôi, về Thái Bình không? Về đâu? 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 Này em ơi, có về Thái Bình Nam Định không? Là tiền đường đấy bằng xe khách này. Theo một nhà xe chạy tuyến Giáp Bát, Hà Nội, Nam Định tiết lộ, muốn được xếp lốt ở đây phải có quan hệ với các cò xe. Sau khi quan hệ được với các cò xe thì mới được dừng đỗ, đón trả khách và bốc xếp hàng hóa ở đây. Nếu không, chốt cảnh sát giao thông phía dưới sẽ tuyết còi ngay. Khi thấy có khách được nhà xe trả tại bến cóc này thì các anh hùng xa lộ cố gắng lao thật nhanh về phía con mồi để hòng cướp được khách đi xe ôm, bất chấp nguy hiểm tới tính mạng của chính họ và người cùng tham gia giao thông. Một số hành khách cho hay họ biết trèo rào vào cao tốc đón xe là nguy hiểm và quy định cấm đón xe trên cao tốc. Song do nhà gần đường, vì tiện lợi nên họ bất chấp. Chưa dừng lại ở đó, dọc tuyến đường này, ở bất cứ đâu có điểm đón trả khách là ở đó có lều bạt được dựng lên để làm chỗ trú chân cho hành khách và đội quân xe ôm. Dư luận đặt ra câu hỏi có hay không về lực lượng chức năng đang làm ngơ cho các xe khách lộng hành trên tuyến đường này. Báo Lao Động và Xã hội sẽ tiếp tục thông tin tới quý độc giả trong những phóng sự tiếp theo.